sẽ vào YouTube cho các bạn xem nha. Đó, đây mình sẽ vào cái video đầu tiên luôn. Đầu tiên là bình luận của bạn Đức Nhân Quách Quyển ha. Bạn hỏi là có tải được game Java không anh nha các bạn. Thì ở đây mình đã có thử tải một cái Java rồi nha. Ở đây mình có thử tải một cái Java nha, cái đuôi Java, cái trình duyệt UC Browser Java nha các bạn. Và mình bấm vào thì nó không có nhận gì ha, nó báo là bạn chưa có ứng dụng thích hợp để mở tiệp này ha. Thiết bị nó chạy hệ điều hành là S30 cộng ha, và nó không hỗ trợ Java nha các bạn. Có thể tải về được nhưng chúng ta không thể cài đặt được các bạn. Thì trước đây á, thì cái hệ điều hành này nó cho phép chúng ta tải những cái ứng dụng và game, cái đuôi của nó là VXP nha. Nhưng mà hiện tại đối với thiết bị này mình tải về những cái game, những cái ứng dụng mà đuôi VXP thì nó không có vào được ha. Nó cũng báo là bạn chưa có ứng dụng thích hợp để mở tiệp này ha. Nếu bạn nào có cái cách mà cài ứng dụng VXP trên cái ứng dụng này, trên cái chiếc điện thoại này á, thì các bạn có thể comment phía bên dưới video để chúng ta cùng tham khảo nha. Tiếp theo là cái bình luận của bạn Phụng Lê và bạn Xuân Bình Lê ha. Hai bạn có hỏi một cái câu hỏi tương tự như nhau là có phát được wifi không. Thì thiết bị này không hỗ trợ phát wifi nha bạn. Nó có hỗ trợ, chỉ hỗ trợ là sim 4G thôi chứ không có tính năng phát wifi nha. Nếu mà các bạn yêu cầu tính năng phát wifi, các bạn có thể chọn Nokia 63004 4G. Thì những cái link mà đánh giá về Nokia 63004 4G thì mình cũng có để dưới phần mô tả. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể xem lại cái những cái video đó nha các bạn. Rồi thì bạn Cường Trần có hỏi là có ghi âm cuộc gọi không bạn? Thì thiết bị này có tích hợp ghi âm cuộc gọi nha. Thì bạn có hỏi thêm là nó tự động ghi âm hay là mình phải chủ động, thì mình chủ động ghi âm nha bạn. Khi mà các bạn thực hiện cuộc gọi, các bạn muốn ghi âm thì các bạn sẽ bấm vào phần ba gạch này để các bạn bấm vào cái chữ là bắt đầu ghi âm nha. Đó, bắt đầu ghi âm. Thì cái file ghi âm sau đó nó sẽ nằm ở trong cái phần âm nhạc luôn. Các bạn có thể vào để nghe cái file âm thanh đó nha các bạn. À, tiếp theo là bạn Vi Cao có bình luận là anh ơi máy có xem được YouTube không ạ? Nó không xem được YouTube nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem luôn ha. Thì trước đây một số thiết bị mà series S30 cộng thì thời điểm trước thì nó cho các bạn xem YouTube, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì không vào được YouTube ha. Bây giờ mình sẽ vào thử YouTube cho các bạn xem nè, nó sẽ báo như thế nào để cho các bạn hình dung luôn. YouTube để cho các bạn dễ hình dung luôn nha các bạn. Đó. Rồi. Opera Mini YouTube nha, mình sẽ vào YouTube cho các bạn xem nha. Đó, đây mình sẽ vào cái video đầu tiên luôn. Rồi. Đó, thì khi các bạn dùng Opera ở trên thiết bị này, các bạn truy cập vào YouTube đó, thì các bạn vào video nó sẽ báo là trình duyệt của bạn không nhận ra được bất kỳ định dạng video khả dụng nào ha. Và nhấp vào để truy cập các đường của chúng tôi, giống như những câu hỏi thường gặp về HTML5 nha. Mình nhấp vào một lần nữa ha các bạn, thì nó hiện ra hình cái con khủng long nhảy qua trình duyệt của bạn đã được cập nhật. Bạn có thể sử dụng tính năng mới nhất của YouTube. Đó, nó hiện như này thôi chứ chúng ta không thể xem YouTube được ha. Mình cũng đã thử chuyển qua cái chế độ máy tính rồi, nó cũng không xem được nha các bạn. Rồi tiếp theo là bình luận của bạn là VN9 ha. Bạn hỏi là lo ngoài nghe nhạc có to và ấm hay không bạn? Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe thử chất lượng lo ngoài của thiết bị này luôn ha. Bây giờ mình sẽ vào phần âm nhạc nha. Rồi mình sẽ mở một cái bài này lên cho các bạn nghe thử nha. Đó, các bạn nghe âm thanh không? Và bấm lên để tăng âm lượng và bấm xuống để giảm âm lượng nha bạn. Thì cái đây là cái âm thanh tối đa của nó là ở mức 9 nha. Đó, thì các bạn đã hình dung được cái âm lượng lo hoài của nó chưa ha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái comment của bạn là không tên số bãi nha. Thì bạn này không phải đặt câu hỏi mà bạn có đưa ra một cái bình luận rất là đúng về chiếc điện thoại này nha các bạn. Nó chạy hệ điều hành S30+, và S30+ chính là một trong những cái phiên bản gọi là RTOS, là Real Time Opera System, là hệ điều hành thời gian thực cho cái tốc độ truy cập rất là nhanh ha. Và chúng ta không có cái độ trễ giống như là KOS. Đó, thì mình cũng đã nói trong một cái video rồi nha các bạn. Rồi, cái tiếp theo nữa là bạn nói là cài đặt cái thời gian cuộc gọi của nó không được ổn lắm, thì mình xác nhận luôn nha các bạn.
rất là tệ. Nè, để mình cho các bạn xem nha. Ví dụ bây giờ mình sẽ vào kết nối, mình sẽ vào hệ thống ha, và cài đặt cuộc gọi nè các bạn. Và khi các bạn cúi kéo xuống và các bạn đặt cước kiểm soát nha. Đó, thì kiểm soát thì nó rất là dị hợm ở cái vấn đề mà 50 giây, 55 giây nè, 60 giây và được tùy chỉnh ha. Và khi chúng ta bấm tùy chỉnh vào á, nè để mình sẽ bấm tùy chỉnh cho các bạn xem nha. Tùy chỉnh nha. Ví dụ như mình sẽ bấm là 2 phút, tức là 120 giây nha các bạn. Mình sẽ bấm 120 giây thì nó vẫn hiện ở là 60 giây ha. Hy vọng là Nokia sẽ cập nhật trong tương lai ha. Thì bạn có đặt cái vấn đề, ví dụ như một số nhà mạng á, nó cho gọi thoải mái trong vòng 10 phút, 20 phút hay là hoặc là 3 phút nội mạng miễn phí gì á, thì bây giờ không lẽ mà chúng ta ngồi canh thời gian thì nó cũng không có hợp lý nha các bạn. Tự nhiên đã ở trên là có 60 giây rồi, bây giờ cho chúng ta tự động cài đặt á, được tùy chỉnh á, thì nó cũng nằm trong 60 giây thôi. Tức là các bạn, cái phần tùy chỉnh này các bạn có thể cài chỉ được là ví dụ như là 30 giây hay là này kia cái nọ, là dưới 60 giây thôi. Thì ở đây nó không hợp lý lắm. Đáng lẽ cái phần tùy chỉnh này cho chúng ta có thể tùy chỉnh được ví dụ từ 1 giây, 2 giây cho đến là mấy trăm giây chẳng hạn, chứ nó không phải là giới hạn ở 60 giây này. Đó, hy vọng là Nokia sẽ cập nhật trong tương lai ha. Bạn Tường Văn Nguyễn Minh có hỏi là điện thoại này bỏ SIM 4G vào và bật LTE và tắt dữ liệu di động thì sau này khi loại bỏ mạng 2G thì có sao không? Thì bây giờ là mình trả lời là không sao nha bạn. Ví dụ như các bạn ở phần kết nối nè, kết nối và ở cái chế độ là loại mạng á, 4G, 3G, 2G gì đó, các bạn có thể tùy chọn 2G, 3G, 2G hoặc là 4G. Và kết nối dữ liệu di động nè thì các bạn tắt nè ha. Đó, tắt đi, ví dụ như mình đang để chế độ 3G và tắt thì nó cũng không ảnh hưởng gì nha bạn. Chứ không phải là khi mà tắt dữ liệu di động thì nó cái điện thoại này nó sẽ chuyển về 2G ha. Rồi thì nó sẽ sử dụng là nghe gọi bằng mạng 3G luôn ha. Về cái vấn đề pin thì thiết bị này khi mà chúng ta sạc bằng cục sạc đi kèm á, thì nó sẽ đầy vào khoảng là hơn 2 tiếng nó sẽ đầy nha bạn. Hơn 2 tiếng nó sẽ đầy. Và cái thời gian mình sử dụng thì không nhiều nha. Để thời gian chờ với lại chủ yếu là chờ thôi. Phần lớn là chờ thôi thì cái chiếc điện thoại này có kéo dài thời lượng pin hơn một tuần mới bắt đầu hết pin nha bạn. Và còn một điều này nữa nha các bạn, mặc dù là cái chiếc điện thoại này không có camera nhưng mà khi mà các bạn chép những cái file video vào thẻ nhớ á thì nó vẫn có hỗ trợ cho chúng ta xem những cái video đó được nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thử nè. Đó, cho nên là nếu mà trường hợp các bạn sử dụng thiết bị này, các bạn có thể chép những cái file video, nó xem được những cái định dạng mà bằng cái đầu phân giải nó, ví dụ như là 240x320, những cái định dạng mà 3GB này kia kia nọ ha, thì các bạn có thể chép vào để xem tạm ha các bạn. Nhận định đây là một thiết bị đáng mua trong tầm giá nha các bạn. Đó, rồi, đáng mua trong tầm giá đối với người có nhu cầu sử dụng đơn giản và thích cái những cái bàn phím T9 nha. Hy vọng là qua cái video này mình đã giải đáp được những cái thắc mắc của các bạn liên quan đến chiếc điện thoại Nokia 215 4G này nha bạn. Và bên cạnh thì về cái phần thiết kế thì mình đánh giá rất là cao, nó mang cái nét của Nokia ngày xưa và đã làm một cái video nói về cái thiết kế của thiết bị này rồi ha các bạn. Còn một số cái yếu điểm của nó như là cái vấn đề mà cái phần cài đặt cuộc gọi, hy vọng là Nokia sẽ cập nhật cho chúng ta những cái tính năng mà ví dụ như cài đặt cuộc gọi lâu hơn trong tương lai. Và hy vọng là cái video này sẽ hữu ích đối với các bạn. Và trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nha.